Rồi, và chúng mình sẽ đến phân biệt hai cụm từ mình tin là rất rất nhiều bạn đã từng bị gọi là lúng túng trước hai cái cụm từ là gì ạ? Bào chèn và tào chèn. Bởi vì cách đọc của nó rất là giống nhau, cách đọc rất là giống nhau, cho nên các bạn sẽ nhiều lúc các bạn sẽ bị gọi là bị hoảng khi gặp hai từ này. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn về mặt chữ, cái từ bào chèn rất dễ rồi, bởi vì chúng mình có từ bào mượn âm, chúng mình có bộ phía trước là bộ tài gảy là cái đôi tay, phía sau là bộ chữ bào, và chúng mình có cái chữ bộ bao này thì dùng quá nhiều rồi. Chúng mình có bao chữ này, chúng mình có bao bao các thứ rồi, chúng mình có bao ở đây là gì ạ? Nghĩa gốc của từ bao là ôm, cho nên có bộ tài gảy là ôm mà, cái tay. Bao chèn, phía sau thì chúng mình có bộ kiêm. Cái bộ này cũng đã học rất là nhiều đúng không? Chúng mình đã gặp cái bộ kiêm này rất là nhiều rồi. À, chúng mình có sau này kiêm nhiệm một cái chức kiểu làm hai việc cũng là chữ chen này. Mượn âm en chen, và ở đây chúng mình thêm bộ phía sau là bộ khiếm, thì chúng mình sẽ mượn âm để đọc thành chèn. Như vậy nó vẫn mượn âm en và chỉ bật thêm thành đổi dấu và bật hơi đấy. À, tào chèn thì cũng học rồi đúng không ạ? Vậy ở đây chúng mình phải chú ý này, nó sẽ phân biệt về mặt từ loại. Đầu tiên, tào chèn là một tính từ. À, đã là tính từ thì các bạn thấy là có thể cộng hẳn phía trước đúng không ạ? Các bạn chú ý này, tất cả các tính từ thường sẽ có thể để trước hẳn. À, muốn biết nó là tính từ không thử để trước hẳn mà xem, là sẽ biết là nó có phải tính từ không. Còn từ tào chèn thì sẽ là một lý khứa xứ, là một động từ ly hợp. Như vậy về cơ bản đây là một tính từ và đây là một động từ. Tào chèn là một động từ là xin lỗi. Vậy ví dụ nhá, chúng mình có ở đây các bạn nhìn này, phây tráng bào chèn, vô cùng gọi là cảm thấy có lỗi, vô cùng áy náy. Thì các bạn thấy đây là một tính từ, cho nên các bạn có thể hoàn toàn để trước nó là một phó từ chỉ mức độ. Ví dụ hẳn phây tráng thải bị treo bà la la rất là nhiều đúng không? Thì ở đây chúng mình có phây tráng bào chèn, tức là vô cùng áy náy. Đối với cái việc hôm qua thì tôi cảm thấy rất có lỗi. Đó, các bạn thấy từ rất có lỗi là hẳn bào chèn. Thì ở đây chúng mình có gì ạ? Tôi chúa thiên đỡ sự chính, vô cản tạo hẳn bào chèn. Tôi cảm thấy rất là áy náy, rất là có lỗi. Thật áy náy. Lần này tôi trách oan cậu rồi. Các bạn sẽ học thêm từ vựng là trách oan là gì ạ? Chua quài. Thực ra các bạn có một từ nữa, từ yuan wang. Các bạn sẽ có một cụm từ nữa, mình sẽ search đây cho các bạn sẽ nhìn cái cụm từ là gì ạ. Bởi vì như mình nói rồi, đó là khi mà các bạn đặt câu mà cố gắng mà học được thêm cả ví dụ qua nói thì rất là tốt. Yuan wang, chúng ta từ yuan wang là gì ạ? Yuan wang là trách oan, oan ức để trách oan. Yuan wang wa la, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có hẳn bao chèn, thật là áy náy, rất xin lỗi. Chờ chứ sư ủa chô quài nị là chô quài nị, đã trách oan cậu. Rồi, vậy là các bạn hai câu đầu tiên thì đều có thể để sau gì? Để sau cái phó từ chỉ mức độ. Vậy đều sẽ là một tính từ là bao chèn. Nhưng bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với động từ đi ha. Chúng mình có câu đầu tiên, làm phiền thời gian nghỉ ngơi của giáo sư, anh ấy nhiều lần bày tỏ cái sự áy náy. Rồi thì câu này các bạn thấy là gì ạ? Câu này chúng mình sẽ có bày tỏ sự áy náy. Các nếu các bạn đã từng còn nhớ thì mình đã có phân biệt một cái video ấy, trên YouTube của mình có phân biệt một cái video là cái sự khác biệt giữa biểu sư, biểu tá các thứ ấy. Thì ở đây chúng mình có từ bày tỏ là biểu sư. Phía sau biểu sư có thể cộng với một tính từ ở đây là bày tỏ cái gì ạ? Cảm thấy áy náy, có lỗi. Tá rảo là giáo sư đó, giáo sư đó là giáo sư. Tá rảo là giáo sư đó, siêu xỉ sư chen. Tá ý dài ở đây là gì? Hết lần này đến lần khác ý dài biểu sư bao chèn, bày tỏ cái sự áy náy. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với động từ ly hợp. Tào chèn thì sao? Đừng vì chuyện này tức giận nữa, tôi xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu thì các bạn có dùng là từ của tao chen nỉ không? Không các bạn ạ. Nếu mà một cái động từ ly hợp, các bạn chú ý động từ ly hợp phía sau sẽ không cộng với một tân ngữ nữa. Các bạn sẽ không nói từ shui jiao wǔ đúng không? Ví dụ vậy thì các bạn phải nói gì? Shui wǔ jiao đúng không? Ngủ trưa ấy. Đó, ngủ nướng thì là shui lǎn jiào. Thì các bạn không thấy là phía sau những cái động từ ly hợp sẽ không cộng với một cái tân ngữ nữa. Thì đây các bạn cũng sẽ không thể nói là tào chèn nị được. Không thể cộng với nị phía sau tào chèn. Đây là động từ ly hợp.
Nếu bạn nào chưa chắc về ngữ pháp động từ ly hợp, hãy xem lại video động từ ly hợp trên YouTube Yang Dancing của mình. Vậy câu này các bạn dịch là gì? Đầu tiên, đừng vì chuyện này tức giận nữa gì ạ? Bia in quay trở chen sư. Nếu mà dịch thuần Việt đi, dịch một cách thuần Việt, gọi là ý là kiểu dịch một cách khẩu ngữ đi. Bia zài bia in quay trở chen sư sân chi là à, wo xiang ni dao qian. Bia zài quay trở chen sư sân chi là, thì cái cấu trúc này nó cao cấp hơn, đúng không? Câu này nó cao cấp hơn. Chứ bình thường các bạn cứ dịch thuần Việt à, gọi là dịch thuần khẩu ngữ gì. Bia in quay trở chen sư sân chi là wo xiang ni dao qian. Đó, phải có giới từ là xiang nghĩ, tao chen. Các bạn có nhớ cái cụm từ chen men không? Gặp gỡ. Chen men cũng là một động từ ly hợp. Tại sao chúng mình không thể nói là chen men nghĩ được? Làm sao mà chen men nghĩ được, đúng không? Không thể gặp gỡ cậu, nói như thế là sai. Mà các bạn phải để một cái giới từ là gì? Cân nghĩ chen men. Thì ở đây các bạn cũng thấy là mình phải để giới từ là gì ạ? Hướng đến ai xin lỗi? Wo xiang ni dao qian. Đó, phải chắc ngữ pháp nhá của câu ly động từ ly hợp. 我没错, tôi không có sai. 我道什么歉啊? Đó, động từ ly hợp thì có thể nhét vào giữa. À, xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Tôi không xin lỗi đâu. 我道不想道歉道什么歉啊? Không muốn xin lỗi. Đó. 我很道歉做出这个决定做出这个决定 là gì ạ? À, gọi là tôi rất xin lỗi đã đưa ra quyết định này. À, 抱歉抱歉 là gì ạ? Xin lỗi, thật là xin lỗi, thật là xin lỗi mà. 抱歉. 我向您道歉, tôi xin lỗi cậu. Đó, thì đấy chính là cái sự khác biệt giữa 抱歉 và 道歉. Qua video này mình tin là các bạn đã nắm chắc cái sự khác biệt của hai từ này. Và như mình nói rồi, đôi khi ấy, nhớ những cái nào là từ loại rồi thì nào là cách dùng nó phức tạp lắm. Hãy học thuộc lòng cho mình luôn một cái cụm. Ví dụ, nghĩ đến 抱歉 thuộc luôn cụm từ 很抱歉. Phi chẳng bao chen, hãy thuộc luôn cụm đấy đi. Vậy bởi vì sao? Khi mà nghĩ đến cụm từ đấy, mình nghĩ ngay lập tức à, có cái phó từ chỉ mức độ này, vậy đây chính là tính từ. Đó. Hay là từ xiang ni dao qian, nhớ luôn cụm từ này thôi. Nó có 4 chữ à, đúng không? Cái cụm từ phi chẳng bao chen cũng chỉ có 3 chữ à, 4 chữ à. Đó, mình thuộc một cụm ấy thôi. Mình cụm thuộc một cụm là mình dùng được cả về sau, rất nhiều lúc mình vẫn dùng được. Đó chính là cái sự khác biệt. Rồi.